Khách mời của Góc cửa ngành mới sáng nay là giáo sư Louis Ignaro, giáo sư danh dự chuyên ngành dược lý của khoa dược phân tử và dược y của Đại học UCLA Hoa Kỳ. Ông là một trong những giáo sư hàng đầu thế giới đã vinh dự nhận được giải thưởng Nobel Y học danh giá vào năm 1998. Vâng, và mới đây thì giáo sư Ignaro đã đến Việt Nam và có những cuộc gặp gỡ với các chuyên gia hàng đầu về tim mạch tại Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nghe ông chia sẻ về phát kiến vĩ đại giúp cho y học thế giới có những bước tiến đáng kể trong điều trị tim mạch, cũng như là những câu chuyện về nghị lực vượt khó để trở thành một nhà khoa học chân chính của ông. Xin kính chào giáo sư Ignario, và chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi mà được gặp gỡ ông tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hàng năm có khoảng độ 17 triệu người tử vong vì những cái bệnh lý về tim mạch, trong đó tăng huyết áp chính là cái nguy cơ mà gây đến những cái bệnh về tim mạch phổ biến nhất. Phải chăng đó là lý do để trong rất là nhiều năm qua thì ông đã theo đuổi những cái nghiên cứu về NO? Tôi biết có rất nhiều người chết vì tim mạch, và huyết áp là một trong những nguy cơ quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, chúng ta chưa biết rõ là tại sao lại xuất hiện tình trạng tăng huyết áp và liệu nitric oxide có vai trò như thế nào trong việc hạ huyết áp cũng như chống lại các biến cố tim mạch như tai biến mạch máu não hay nhồi máu cơ tim. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã dành suốt ròng rã 40 năm trời để trả lời những câu hỏi. Cuối cùng, chúng tôi đã có những phát hiện quan trọng như bản thân chính mạch máu của chúng ta là nơi sản sinh ra nitric oxide và chất NO này làm giảm huyết áp xuống. Những phát minh của chúng tôi được ứng dụng trong y học đã tạo ra những thành tựu đáng kể. Giáo sư đã dành 40 năm để nghiên cứu với rất là nhiều những cái trăn trở về công trình này. Chắc chắn là trong khoảng thời gian đó thì ông sẽ có nhiều những kỷ niệm đáng nhớ, bởi vì đây là công trình mà đã dẫn ông tới giải Nobel về y học. Ông có thể chia sẻ với khán giả không? Trong quá trình tiến hành nghiên cứu, chúng tôi cũng trải qua rất nhiều gian khó, chứ không phải lúc nào cũng toàn một màu hồng cả đâu. Có những lúc thành công thì vô cùng vui mừng, nhưng cũng không ít lần chúng tôi gặp phải sự thất vọng ghê gớm bởi các thực nghiệm không đem lại kết quả như chúng tôi mong đợi. Mãi tới năm 1996, một phát hiện cực kỳ quan trọng đã dẫn chúng tôi tới thành công. Đó là vào thời điểm chúng ta đã biết đến NO và biết là NO có thể giãn mạch, hạ huyết áp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa trả lời được câu hỏi quan trọng mang tính chất bước ngoặt là liệu động mạch hay mạch máu chúng ta có thể sản xuất được NO hay không. Và ngày chúng tôi làm thực nghiệm chứng minh được rằng động mạch chúng ta có thể sản sinh ra được NO, tất cả mọi người trong nhóm nghiên cứu đã vỡ òa sung sướng. Hướng nghiên cứu của chúng tôi đã giành được sự quan tâm của rất nhiều đồng nghiệp khác để đưa ra được những phát hiện quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi giành được giải Nobel Y học vào năm 1998. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, và điều đó đồng nghĩa với việc là ông đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể trở thành một nhà khoa học vĩ đại như ngày hôm nay. Ông có thể chia sẻ một chút với khán giả rằng ông đã phải có sự nỗ lực như thế nào để mà theo đuổi cái ước mơ khoa học của mình hay không? Một câu hỏi rất hay. Tôi sinh ra trong một gia đình rất khó khăn. Bố mẹ chúng tôi chưa bao giờ được đi học cả. Bố tôi là một người thợ đóng tàu. Còn mẹ tôi thì phải dành cả tuổi trẻ của mình để trông nom các em, nên bà cũng chưa từng được đến trường. Bố mẹ tôi là những người Ý nhập cư vào Hoa Kỳ. Tôi đi học đã gặp rất nhiều khó khăn. Tôi không nhận được sự trợ giúp của bố mẹ. Tuy nhiên, vì ông bà luôn ao ước được học, nên chính bố mẹ lại là nguồn động viên lớn lao cho tôi. Và tôi biết mình phải nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ không thành của bố mẹ mình. Tôi học say mê, luôn tự đặt ra những câu hỏi và đi tìm câu trả lời. Sau đó, khi tôi có hứng thú với nghiên cứu khoa học, thì tôi bắt đầu hành trang của mình với những câu hỏi vô cùng đơn giản như làm sao để cơ thể chúng ta khỏe mạnh, hay vì sao chúng ta lại bị ốm. Những câu hỏi mang tính chất chìa khóa như vậy, tôi đã đi vào lĩnh vực chuyên sâu nghiên cứu y học về dược lý học và có được thành công như ngày hôm nay. Bài học rút ra từ tôi là hãy học một cách say mê, chứ đừng học theo kiểu ép buộc. Hãy đặt ra những câu hỏi để tự trả lời, và rồi sẽ có ngày bạn đạt được thành công như mong muốn. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư đã tham gia cuộc trò chuyện này.